Vừa qua, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 1 2011-2015 và đề xuất phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2 2016-2020. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng khẳng định cải cách hành chính là một trong những công việc thường trực được Chính phủ chỉ đạo để phục vụ tốt cho tổ chức, cho công dân. Là một bộ được giao quản lý nhiều lĩnh vực, cho đến nay, Bộ Công Thương đã nghiêm túc thực hiện cải cách hành chính từ việc xây dựng các khuôn khổ pháp lý đến cải cách bộ máy liên quan đến cải cách hành chính ở nhiều lĩnh vực. Đồng thời, Bộ cũng luôn sát sao chỉ đạo thực hiện hướng dẫn kiểm tra đôn đốc không chỉ ở trong các đơn vị hành chính trực thuộc mà cả đến các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc. Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả hệ thống ISO 9001-2008, hệ thống mạng nội bộ, sử dụng thư điện tử v.v. Để thực hiện tốt hơn nữa công cuộc cải cách hành chính trong giai đoạn tiếp theo, giai đoạn 2 2016-2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đề nghị các đơn vị, tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Bộ cần tập trung vào các nội dung như cải cách thể chế, tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, phân cấp quản lý một số thủ tục hành chính, hiện đại hóa hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, v.v.